từ bà mẹ bỉm sữa thành nữ tỷ phú USD thứ hai của Nga. Bà mẹ bốn con từng là giáo viên tiếng Anh, nay đã đi vào lịch sử Nga khi trở thành nữ tỷ phú USD thứ hai của nước này. Bà Tanya Bankachak là nhà sáng lập và là CEO của trang thương mại điện tử Whiteberries với doanh thu năm 2018 đạt 1,9 tỷ USD. Whiteberries bán sản phẩm của 15.000 thương hiệu khác nhau và mỗi ngày thu hút 2 triệu lượt khách ở Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan. Năm 2018, công ty tiếp nhận trung bình 400.000 đơn đặt hàng trực tuyến hàng ngày. Các khách hàng có thể tìm thấy mọi thứ trên Whiteberries, từ quần áo, mỹ phẩm cho đến đồ gia dụng hay các món đồ chơi. Theo Forbes phân tích, Whiteberries trị giá khoảng 1 tỷ USD, đủ để biến Bankachak trở thành nữ tỷ phú. Từ giáo viên tiếng Anh thành bà chủ tỷ phú USD, bà Bankachak thành lập Whiteberries năm 2014 khi 28 tuổi tại chính căn hộ của mình ở Moscow. Sau khi nghỉ dạy tiếng Anh để dưỡng thai, bà đã suy nghĩ rất nhiều về những khó khăn mà mình cũng như nhiều bà mẹ trẻ khác gặp phải. Đó là mua sắm quần áo cá nhân trong khi phải ở nhà để chăm sóc cho đứa trẻ mới chào đời. Bankachak quyết định giải quyết vấn đề này bằng việc tạo ra Whiteberries. Ban đầu, tôi tự làm mọi thứ, lấy hàng và giao cho khách hàng bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt, CEO của Whiteberries chia sẻ. Đối với Bankachak, Whiteberries là nơi dành cho những bà mẹ không quá dư dả tiền bạc và thời gian để mua sắm. Ban đầu, bà mua quần áo với số lượng lớn từ trang thương mại điện tử của Đức là Otto, sau đó chụp ảnh các sản phẩm và bán lại qua kênh online. Khách hàng của Bankachak sẽ nhận hàng ngay tại nhà và không cần trả tiền trước. Trong vòng một năm, từ lúc ra mắt Whiteberries, Bankachak đã bắt đầu thuê người giao hàng. Khối lượng hàng hóa ngày một tăng khiến bà phải chuyển địa điểm chứa hàng chỉ sau mỗi vài tháng. Mỗi lần chúng tôi chuyển đến một nhà kho mới với đủ không gian cho một trận bóng đá, nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở lại đây trong nhiều năm, thì vài tháng sau, chúng tôi lại cần nhiều chỗ trống hơn, chủ tịch của Whiteberries chia sẻ. Khi việc kinh doanh của Bankachak ngày càng phát triển, chồng bà đã gác việc điều hành công ty IT lại để giúp đỡ vợ. Mặc dù có nhiều lời mời đầu tư, nhưng gia đình bà Bankachak đều từ chối, bởi họ thấy không cần nhận thêm tiền từ bên ngoài. Cũng trong năm 2016, Bankachak đối mặt việc các công ty trung gian mà bà vẫn mua hàng để bán lại trong suốt 4 năm nay đang tìm cách thâm nhập thị trường Nga. Nhận thấy mối đe dọa, Bankachak quyết định ký hợp đồng trực tiếp với các nhãn hàng như Tom Tailor, S. Oliver hay Adidas. Khủng hoảng tài chính tại Nga giai đoạn 2008-2009 khiến đồng rắc mất giá và giảm nhu cầu tiêu dùng, nhưng lại giúp Whiteberries hưởng lợi khi nhiều thương hiệu chạy chương trình giảm giá thông qua trang mua sắm này. Từ năm 2014, Whiteberries đa dạng hàng hóa trên trang bằng việc bán các sản phẩm làm đẹp, đồ chơi và thiết bị gia dụng như lò vi sóng và một máy xay sinh tố. Ông Claudio Cavicioli, tổng giám đốc của L'Oreal tại Nga, nhãn hàng đã hợp tác với Whiteberries từ năm 2015, đánh giá Whiteberries có tệp khách hàng rộng, giàu kinh nghiệm, cùng mạng lưới phân loại, hậu cần chất lượng và là một đối tác kinh doanh tuyệt vời, hướng tới vị trí số 1. Tuy nhiên, bà Bankachak cùng các cộng sự của mình vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đứng đầu thị trường Nga. Theo báo cáo của Morgan Stanley tháng 9 năm 2018, thị trường thương mại điện tử đang lên này trị giá 18 tỷ USD, là nơi duy nhất trên thế giới vẫn chưa có nhà bán lẻ online nào thống trị. Whiteberries ước tính chiếm khoảng 4,7% doanh số bán hàng trực tuyến tại Nga, đứng thứ 3 sau Yandex Market, thuộc sở hữu nhà nước chiếm 10% thị phần, và thương hiệu bán lẻ Trung Quốc Alibaba với 8,5%. Rất khó để một trong ba công ty trên trở nên vượt trội, bởi họ đều cung cấp các sản phẩm và mẫu mã giống nhau. Rõ ràng, lĩnh vực thương mại điện tử tại Nga vẫn chưa thể xác định ai mới là người thống lĩnh. Dù cho theo báo cáo của Morgan Stanley, Whiteberries có chỗ đứng vững chắc đối với danh mục thời trang
và từng là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất đất nước với 7% thị phần vào năm 2018. Wildberries có thể tự tin vào tương lai phía trước, nhưng cũng không thể sớm tự mãn. Chúng tôi không thể chia sẻ về những kế hoạch của mình, nhưng mở rộng là chiến lược của công ty, đại diện Wildberries nói. Bí quyết thành công: đa dạng hàng hóa, tận dụng tốt cơ hội, tạo được niềm tin với khách hàng, không tự mãn với hiện tại,